Vâng, xin chào các bác. Chào mừng các bác đến với kênh mua bán ô tô cũ của em, Dương Hải Dương. Các bác nhớ đăng ký theo dõi kênh. Em sẽ luôn cập nhật những mẫu xe mới nhất mà bên em vừa mới về để cho các bác tiện theo dõi. Rất cảm ơn các bác trong thời gian qua đã ủng hộ mua bán xe cũ của bên em. Và hôm nay đây, em muốn giới thiệu đến các bác một mẫu xe đậm chất thể thao của Hyundai. Đó là mẫu xe Grand Sheet 2 cửa, số tự động. Một dáng vóc rất thể thao, rất mạnh mẽ, dành cho các anh thanh niên tuổi mới lớn, thích tốc độ, yêu đam mê tốc độ và thích sự mạnh mẽ. Vâng, xin mời các bác chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của con Hyundai Grand Sheet mà BMW mới mua được, bản 2 cửa thể thao, số tự động, rất là đẹp.